Ba cô vợ Tào Khang của Sao Việt vẫn quyết vực dậy cùng chồng lúc chật vật hay sa ngã. Họ là những người đứng sau ánh hào quang sân khấu của chồng, hy sinh rất nhiều chỉ vì một chữ tình, một chữ thương. Người xưa có câu, Tào Khang chi thê bất hạ đường, bần tiện chi giao mạc khả vong. Nghĩa là vợ chồng lấy nhau từ lúc khổ cực đừng nên bỏ, bạn bè kết giao từ thỏ hèn chẳng nên mất. Người vợ Tào Khang chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn tổ ấm. Giữa thế giới giải trí hào nhoáng, sau việc chia tay ly hôn là chuyện cơm bữa, ấy vậy mà vẫn có những người vợ Tào Khang trong showbiz, luôn ở bên chồng bất cỡ nghèo hèn, thậm chí cả khi chồng sa ngã. Câu chuyện của họ tiếp thêm niềm tin vào tình yêu chân chính giữa chốn showbiz đầy những thị phi tình ái. Vợ Phạm Anh Khoa bất chấp vị phản đối vẫn quyết cưới chàng rocker cơ nghèo. Thùy Trang từng là người mẫu, từng góp mặt trong những MV của các ca sĩ nổi tiếng những năm 90. Cô là một trong những người bạn thân nhất của Tăng Thanh Hà. Đã 10 năm bên nhau và có một cuộc sống viên mãn, nhưng ít ai biết Thùy Trang và Phạm Anh Khoa trải qua không ít khó khăn. Khó khăn đầu tiên là sự phản đối của gia đình Thùy Trang khi cô giới thiệu với bố mẹ một người ít hơn mình 6 tuổi chưa có gì ổn định. Thùy Trang từng kể, ngày cô đưa mẹ tới phòng trọ của người yêu, khi trong phòng chỉ vỏn vẹn một cái đệm để ngủ, một cái máy chơi game, một chiếc TV và một chiếc máy tính được tặng sau sao mai điểm hẹn. Người mẹ ấy đã khóc và nhất định không cho con gái kết hôn với người chưa có gì trong tay. Sau nhiều khó khăn họ đến với nhau, chỉ với một buổi gặp gỡ, chứ không phải là một đám cưới rình rang như nhiều cặp đôi khác. Những tưởng khi đến được với nhau mọi thứ sẽ bình yên hơn, nhưng anh Khoa tiết lộ vợ mình đã chịu nhiều tổn thương vì lối sống và tính cách của anh. Thậm chí anh thừa nhận đã có lúc đánh vợ, nhưng nhờ tình yêu mãnh liệt, Thùy Trang vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho chồng. Bà xã của anh Khoa thừa nhận cô đã từ bỏ thói quen trang điểm đi giày cao gót, mà thay vào đó là quần jean áo thun. Chỉ vì chồng không thích chờ đợi và cô tự nguyện thay đổi chỉ vì quá yêu chồng. Năm 2015, cô trở thành quản lý cho chồng và bước đầu làm quen với việc nhận show, sắp xếp lịch diễn, lo chuyện hậu trường ra mắt sản phẩm, nhưng vẫn lo chu toàn cuộc sống gia đình với hai con nhỏ. Không than phiền về những chuyến phiêu lưu, sở thích của chồng, vì thế anh Khoa vẫn có một cuộc sống phóng khoáng như thời thanh niên, khiến nhiều cánh mày râu có gia đình phải ghen tị. Vợ Đăng Dương cầm sổ đỏ vay tiền cho chồng làm live show. Có rất nhiều người đàn ông giàu có đẹp trai theo đuổi, nhưng Kim Xuyến chọn bạn đời hiền lành, chân thành, nam ca sĩ Đăng Dương. Từ bỏ đam mê nghệ thuật, một công việc ổn định để lo cho tổ ấm, người phụ nữ hai con làm trợ lý cho chồng, cùng chồng trên mọi nẻo đường nghệ thuật, Kim Xuyến chính là một người phụ nữ hy sinh tất cả vì chồng. Cô tâm sự vì không có lái xe riêng nên đôi lúc cô vẫn làm tài xế cho chồng. Hai vợ chồng từ thay nhau lái xe, xuyên đêm từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh để kịp chương trình. Và ít ai biết live show kỷ niệm 20 năm vừa rồi của Đăng Dương phần lớn là do một tay Kim Xuyến lo toan, từ việc thúc giục chồng đến việc gặp gỡ bàn bạc với ekip. Để chồng có được đêm nhạc thăng hoa của riêng mình, Kim Xuyến chấp nhận việc cầm sổ đỏ hoặc bán nhà giảm bớt chi tiêu. Kim Xuyến tâm sự làm show thính phòng cần nhiều tiền để đầu tư, nhưng cô không ngần ngại chi tiền để chồng được thỏa mãn đam mê của mình. Đã 15 năm sống chung, dù có khó khăn cũng đôi lúc tranh cãi. Nhưng chỉ để hiểu nhau hơn, thay đổi tích cực hơn từng ngày, đó chính là quyết định giản dị của vợ chồng Đăng Dương và Kim Xuyến. Vợ Duy Mạnh, dù chồng có ham chơi sa đọa cũng không bỏ. Với nhiều người, Duy Mạnh là một nam ca sĩ cá tính mạnh và có một quá khứ lẫy lừng với những cuộc vui thâu đêm, đào hoa. Nhưng với Huyền Cầm, cô tự hào vì có người chồng đẹp trai tạo hoa bên cạnh. Cả hai quen nhau từ năm 1990, khi đó Huyền Cầm chỉ mới học cấp 3 và sau đó cô đã theo anh vào Sài Gòn lập nghiệp dù gia đình ngăn cản. Theo lời kể của Duy Mạnh, Huyền Cầm chính là người đã cùng anh lan bạc khắp các quán bar phòng trà Sài Gòn, cùng anh từ thuở cơ hàng. Sau đó cả hai đành chấp nhận cuộc sống xa nhau suốt 5 năm vì anh không thể lo cho mẹ con cô. Sau khi Duy Mạnh trở thành ca sĩ nổi tiếng với những bản hit Hãy Về Đây Bên Anh, Kiếp Đỏ Đen, anh lao vào những cuộc chơi, si mê những bóng hồng khác. Nhưng người vợ ấy vẫn tha thứ và đợi chồng trở về. Duy Mạnh kể, ngày mới cưới vợ có bầu, nhưng tôi vẫn đi chơi khuya, cô ấy chùm chăn đợi trước sân giữa mùa đông giá rét. Khi nói về vợ, Duy Mạnh chỉ dành những lời khen như, vợ tôi là một cô gái tuyệt vời, tôi chỉ có thể nói được vậy thôi. Cô ấy có bí quyết của riêng mình để giúp tôi không bị quá đà trong mọi việc, anh thổ lộ. 20 năm sống chung, trải qua không ít những sóng gió, thị phi, giờ đây Duy Mạnh đã toàn tâm toàn ý với gia đình. Để có được điều đó, chắc chắn Huyền Cầm đã tốn không ít nước mắt, tâm sức để giữ gìn, thấu hiểu cho chồng. Đôi ba câu chuyện không thể kể hết những hy sinh của họ cho sự nghiệp, cho tổ ấm gia đình, nhưng tất cả đã không còn quan trọng.
khi hiện tại họ hạnh phúc, những người vợ ấy là minh chứng cho gái có công, chồng không phụ. Thấy Bảo Anh chia tay, Harry Won vội vào động viên, nhưng không ngờ lại nhận kết cục thảm như thế này. Sau khi đóng Facebook một thời gian ngắn, Bảo Anh đã lên tiếng về chuyện chia tay, rất nhiều sau việc vào động viên. Mới đây, Hồ Quang Hiếu đã đăng một status dài trên Facebook xác nhận chuyện chia tay với nữ ca sĩ Bảo Anh. Ngay sau đó, Bảo Anh đã đóng cửa Facebook và hoàn toàn im lặng. Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ đã hoạt động trở lại trang mạng xã hội. Đồng thời đăng dòng trạng thái, sau tất cả em vẫn ổn, anh cũng vậy nhé. Có vẻ như Bảo Anh đã lấy lại được tinh thần, vui vẻ và yêu đời trở lại. Trước status của Bảo Anh, nhiều fan cũng như đồng nghiệp đã vào động viên cô nàng. Bảo Anh đăng status sau khi Hồ Quang Hiếu công khai chuyện chia tay. Dương Triệu Vũ và Trương Quỳnh Anh vào động viên đàn em. Ca sĩ Trung Quân cùng loạt fan vào chia sẻ với nữ ca sĩ. Đàn chị thân thiết Harry Won cũng vào an ủi, động viên Bảo Anh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ Hàn Quốc lại bị dân mạng lên án kịch liệt, bình luận rằng sao không thương tiếng đạt 9 năm của chị? Chị trả lời anh Duy Khánh đi. Vì trong bài phỏng vấn mới đây, Duy Khánh nói nhắn tin xin lỗi Harry Won một tháng rồi mà vẫn chưa được trả lời. Nhiều người còn nhắc lại những câu nói huyền thoại của Harry Won, anh Tiến Đạt là người đàn ông cuối cùng của Harry. Ngoài những bình luận xỉa xói Harry Won thì cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực bà xã Trấn Thành. Bảo Anh và Harry Won là chị em thân thiết. Bảo Anh chia tay Hồ Quang Hiếu khiến nhiều người tiếc nuối. Cả hai đã có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Bảo Anh ngày càng xinh đẹp và gợi cảm, sự nghiệp ca hát cũng gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Choáng với loạt ảnh Kim Oanh cọ sát như múa cột với Xuân Bắc khiến vợ tức tối đăng đàn chửi bới trên Facebook. Biết vợ không thích, Xuân Bắc và Kim Oanh cũng ít tiếp xúc với nhau. Những ngày qua, câu chuyện lùm xùm giữa vợ Xuân Bắc Hồng Nhung và diễn viên Kim Oanh đang trở thành tâm điểm của cư dân mạng. Trước khi cuộc chiến nổ ra, trên trang Facebook của Hồng Nhung đã đăng tải một loạt hình ảnh và status tố Kim Oanh mồi chài Xuân Bắc, rồi nhắn tin kêu oan để danh hài về đánh vợ. Tuy nhiên, ngay sau đó status này đã bị xóa và Hồng Nhung khẳng định mình bị hack Facebook. Và ảnh vỡ đầu máu me là từ nhiều tháng trước bị ghép vào. Dù không rõ sự việc Xuân Bắc đánh vợ có phải thật hay không, nhưng việc Hồng Nhung và Kim Oanh thù nhau là có thật. Thậm chí bà xã của Xuân Bắc còn nói thẳng rằng, ai đời có cái trò đàn bà con gái cứ đi cùng chồng tôi lại cọ sát như múa cột thấy không? Tôi cũng không hiểu chị ấy làm sao, ghen với vợ chồng tôi à, chứ làm gì có chuyện cứ cọ sát với chồng tôi xong rồi lại chửi tôi. Tôi chứng kiến 2-3 lần rồi, tôi coi thường luôn. Xa Tết làm cư dân mạng dậy sóng, nhưng đã nhanh chóng bị xóa sau vài phút với lý do bị hack Facebook. Dù không đái động đến việc bị chồng đánh là thật hay giả, nhưng Hồng Nhung vẫn khẳng định Kim Oanh mồi chài Xuân Bắc là sự thật. Lúc này, cư dân mạng mới bắt đầu tìm hiểu xem mối quan hệ giữa Kim Oanh và Xuân Bắc như thế nào. Mà để vợ bức xúc như vậy, Xuân Bắc và Kim Oanh đóng cặp cùng nhau từ bộ phim. Sống từ đấy xong, anh Núi và cô May trở thành một trong những nhân vật được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến. Cả hai vẫn coi nhau là bạn bè đồng nghiệp bình thường và Kim Oanh gọi Xuân Bắc là anh trai. Kim Oanh cả Xuân Bắc thân thiết trong lễ trao giải Cánh Diều Vàng. Từng là đồng nghiệp tại nhà hát Tuổi Trẻ, nhưng sau đó Kim Oanh đã chuyển sang công tác tại đài truyền hình. Nên Xuân Bắc và cô ít có dịp gặp nhau. Xuân Bắc và Kim Oanh gặp nhau nhân dịp giỗ tổ nghề năm nay. Nhiều người đồn đoán có lẽ vì những hình ảnh cọ sát kiểu này nên vợ Xuân Bắc mới ghen. Nam danh hài và Kim Oanh hội ngộ tại một sự kiện cùng với cả Tự Long. Hầu như rất ít ảnh Kim Oanh và Xuân Bắc chụp cùng nhau và chỉ có nhân dịp các nghệ sĩ hội tụ hoặc làm lễ kỷ niệm. Có lẽ đây là lần Kim Oanh tỏ ra thân thiết nhất với Xuân Bắc. Trong lễ cưới của nghệ sĩ Tự Long, cả hai cùng cười đùa khá vui vẻ. Bảo Anh nhắn tin Hồ Quang Hiếu, sau tất cả em vẫn ổn, anh cũng vậy nhé. Rất nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã động viên ca sĩ Bảo Anh sớm vượt qua chuyện buồn tình cảm. Cách đây không lâu, Hồ Quang Hiếu xác nhận đã chia tay ca sĩ Bảo Anh. Lý do cả hai chia tay là vì không còn đồng điệu về khoảng cách và quan niệm sống. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng giọng ca Con Bướm Xuân vẫn dành cho bạn gái cũ lời yêu thương trân trọng. Chúng ta đều đã được dạy từ bé là làm thế nào để yêu, nhưng không ai dạy cho chúng ta cách ngừng yêu một ai đó. Anh biết em chính là người con gái tuyệt vời, hoàn hảo trên tất cả phương diện đối với riêng anh. Nếu cho anh một lần nữa vẫn lựa chọn thì anh vẫn sẽ chọn em, quen em và yêu em. Dù biết rằng hạnh phúc sẽ không thuộc về nhau. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em, anh luôn mong em hạnh phúc.
Sau khi Hồ Quang Hiếu công khai việc chia tay, Bảo Anh gần như không có động thái lạ nào trên trang cá nhân. Cho đến mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ viết, sau tất cả em vẫn ổn, anh cũng vậy nhé, được cho là nhắn gửi đến bạn trai cũ. Bảo Anh nhắn Hồ Quang Hiếu sau tất cả em vẫn ổn, anh cũng vậy nhé. Bên dưới rất nhiều nghệ sĩ và fan đã gửi lời động viên Bảo Anh. Trong đó Dương Triệu Vũ nhắn, cô gái bé bỏng hãy mạnh mẽ nhé, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục và hạnh phúc cũng sẽ đến và nỗi buồn cũng sẽ quên. Theo một nguồn tin được biết, Bảo Anh cũng hé lộ nguyên nhân khiến chuyện tình cảm đổ vỡ, dù cả hai đã tính đến chuyện trăm năm, chia tay vì Hồ Quang Hiếu không coi tôi là quan trọng nhất. Những khoảnh khắc hạnh phúc của Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu khi còn yêu nhau. Duy Khánh thừa nhận từng nhắn tin cho Harry Won nhưng không được hồi đáp. Nam diễn viên Duy Khánh phủ nhận tin đồn tình cảm với MC Trấn Thành và từng bức xúc viết status để phủ nhận. Không ít người cho rằng trước khi Trấn Thành cưới Harry Won làm vợ, anh từng có quan hệ tình cảm với Duy Khánh. Tuy nhiên, trong một đoạn livestream mới đây, Duy Khánh lần đầu nói về lời ong tiếng ve suốt thời gian qua. Duy Khánh cho biết anh chưa bao giờ là người thứ ba, nhưng đã bị người thứ ba giành lấy người mình yêu nhất. Vì quá tức trước lời đồn ác ý dành cho mình, Duy Khánh đã từng có hành động mà anh cho là nông nổi. Khánh rất bức xúc trước những lời đồn và đã viết một cái status để giải trình. Trong đó, Khánh có nhắn tên người vợ của anh. Tiếp đến, Khánh có nhắn tin cho người vợ của anh. Khánh nhắn là xin phép được nhắc tên chị. Đồng thời, những điều viết trên báo không phải sự thật, đó không phải là tâm ý của Khánh. Khánh đâu có ác vậy đâu, mà cũng đâu có liên quan gì đến mình để dành cho họ những câu nói tiêu cực. Vợ anh Trấn Thành không trả lời, vợ của anh không hồi đáp. Nam diễn viên trần tình, Khánh nghĩ mình đã sai rồi, còn chuyện bị giận chắc là phải hỏi vợ của ảnh, vì Khánh đâu có biết chị có cảm xúc thế nào. Cứ cho rằng vợ của ảnh giận đi, không đọc được tin nhắn. Nhưng mà để cả tháng rồi đâu thể nào, chẳng lẽ bận dữ vậy. Khánh nghĩ thế này, có vấn đề gì thì mình cứ nói chuyện với nhau, Khánh đã xin lỗi rồi. Khánh nói rằng tự nhiên Khánh viết thế đó, rồi bị lên báo với tên của tất cả mọi người. Đó là cái không hay. Mặc dù Khánh chẳng làm sai gì hết, Khánh đã đi hỏi rất nhiều rồi, mọi người bảo Khánh chẳng có gì sai hết đó. Khánh chỉ sai là vì tính của Khánh trẻ con, giận thì mình chịu thôi chứ làm sao bây giờ. Sau đó Duy Khánh có kể lại câu chuyện cho Trấn Thành biết, nhưng kết quả lại khá bất ngờ với anh. Anh đứng về phía vợ của anh, điều này cũng đúng thôi, anh phải đứng về phía vợ của anh chứ, đó là chuyện hiển nhiên. Khánh muốn buồn cũng không buồn được tại vì đó là gia đình của họ mà. Duy Khánh nói thêm, có thể dư luận hay mọi người nghĩ rằng mình phá hoại mối quan hệ của họ. Tốt nhất, Khánh nghĩ mình đừng nhắc tới, đừng lôi họ vào bất cứ câu chuyện nào, để cho mọi thứ đi vào dĩ vãng. Cứ nhắc tới nhắc lui hoài cũng không hay. Khi được hỏi có nuối tiếc vì khoảng thời gian đã dành cho Trấn Thành, Duy Khánh thẳng thắn. Nếu nói không tiếc thì là xạo đó, nhưng Khánh nghĩ từ từ rồi cũng hết thôi. Mình chỉ nên dành nỗi buồn và những giọt nước mắt đó cho gia đình. Khánh có đậu được câu nói của chị Phạm Băng Băng là nước mắt cũng có thể kiếm tiền. Khánh thấy câu này rất là hay, Khánh sẽ không lãng phí nước mắt của mình nữa. Cũng trong buổi trò chuyện, Duy Khánh hạn chế nhắc đến tên Trấn Thành và dùng từ thần tượng và anh. Theo nam diễn viên, đây là cách để công chúng bớt suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực. Duy Khánh vẫn một mực khẳng định mối quan hệ với Trấn Thành là thầy trò tri kỷ. Nhưng là trước đây, hiện tại 2 tháng cả hai không nói chuyện hay gặp nhau để tránh rắc rối.